Chào mừng quý vị quay trở lại với Vanessa Cuộc sống Mỹ. Thì hôm nay Vanessa sẽ cung cấp cho tất cả quý vị về cái phần tiền rent, tiền nhà của bang California, đại cụ thể là cái quận hạt Los Angeles, là cái county mà mình đang sinh sống. Thì đây là một cái thông tin mà được đưa ra ngày 13 tháng 7 năm 2020, là của ngày hôm nay, ngày thứ hai đó cả nhà. Thì đây là cái thông tin những ai đủ điều kiện để xin để xin cái tiền 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 nhà, tiền tiền rental này nha. Thì mọi người, mình sẽ đọc cho mọi người cùng xem nha. Thì trong cái chương trình program này, nó lên tới những 103 triệu, và nó cung cấp cho tất cả những người nào đang sinh sống ở tại quận Los Angeles có cái income ở trong cái mức như thế này. Thì mọi người cùng nhìn nha. Thì cái mức tiền nó sẽ lên tới, xem là mức tiền nó sẽ lên tới 2.000 đô, 2.000 đô cho một maximum là 2.000 đô cho một gia đình, và 1.000 đô cho một tháng monthly list rent, có nghĩa là 1.000 đô, cung cấp 1.000 đô free cho một tháng mà ai mà đang phải trang trải cái số tiền tối thiểu là 1.000 cho một tháng, và lên tới 2.000 cho một gia đình. Thì gia đình nào có cái số tiền rent mà tối đa 2.000 thì mọi người cũng sẽ được miễn trong cái đơn này nha cả nhà nha. Thì đây nó cũng ghi cái chữ grant, provide grant là số tiền free á, 1.000 cho một tháng, và có thể lên tới 2.000 cho một hộ, 1.000 cho một người đơn single, và lên tới 2.000 cho một hộ. Thì đây, income của mọi người đây, thì mình nghĩ cái income này cũng rất nhiều người sẽ được, tại vì cái income limit này cũng cũng rất là, không phải là quá thấp, nó cũng vừa vào cái thuộc cái dạng trung bình ấy mọi người. Thì income limit cho một người là 58.450, hai người là 66.800, và ba người là 75.150. Thì cứ càng nhiều người lên thì cái income họ sẽ chia đầu người ra lại càng thấp. Thì một người thì là chỉ cần 58.450 là mọi người, là các bạn đã đủ rồi cả nhà nha. Thì đây dưới này họ để luôn cả cái zip code, cái khu vực của mọi người. Ví dụ như khu vực của mình đang ở là nó sẽ nằm vào 907, 907 bao nhiêu đây. Đấy thì là khu vực của mọi người ở cái vùng nào thì mọi người nhìn lên trên cái bảng này là được. Đó. Và trong này họ có những câu hỏi. Mọi người nếu ai không biết tiếng Anh, mọi người có thể, mình để cái link vào đây và mọi người có thể dịch sang tiếng Việt như này. Và mọi người có thể xem cái giới hạn thu nhập này. Đó, người ta ghi là chương trình hỗ trợ người thuê nhà khẩn cấp của thành phố Los Angeles vào lúc 8 giờ sáng. Đến 8 giờ sáng ngày hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2020 cho đến ngày 17 tháng 7, 11 giờ 59 phút là 23 giờ 59 phút buổi tối ngày ngày 17 tháng 7 năm 2020, là trong vòng 5 ngày đó cả nhà. Thì mọi người sẽ điền cái đơn để mọi người có thể nhận được cái khoản trợ cấp này nha cả nhà nha. Họ có cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, thì mọi người có thể coi được tất cả những cái thông tin bên trong này họ đưa ra này. Họ nói rằng đưa ra để làm gì này, và họ có những cái câu hỏi này: tôi có thể nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê hay hay mặt thuê thay mặt cho người thuê nhà hay không. Đó, họ có những cái câu hỏi này thì là không nha, mọi người sẽ phải tự tự mọi người điền này: tôi có thể áp dụng thanh toán trợ cấp tiền thuê cho tiền thuê chưa trả hoặc tiền thuê hiện tại hay không. Thì họ sẽ nói là chủ nhà sẽ được thông báo khi người cho thuê nhà của họ được chấp thuận chương trình, cũng như các tháng thuê nhà cụ thể sẽ được trợ cấp, thì sẽ chờ chủ nhà sẽ được thông báo đó mọi người. Trợ cấp tiền thuê nhà cũng sẽ trả phí trễ hay các khoản phí khác. Thì đây, cái này họ sẽ nói là chủ nhà phải đồng ý miễn bất kỳ khoản phí trễ, lãi hoặc các khoản phí khác. Chủ nhà cũng cần lưu ý về các biện pháp bảo vệ người thuê nhà khẩn cấp, nghiêm cấm tính lãi hoặc phí trễ đối với người thuê nhà. Đó, cái này rất là hay nha cả nhà, rất là ưu tiên cho người thuê nhà. Người thuê nhà của tôi sẽ nhận được trợ cấp tiền thuê nhà.
Cái này là không thành khoản thanh toán tiền trợ cấp này sẽ được trả trực tiếp cho chủ nhà bằng những cách gửi tiền trực tiếp. Đấy, họ nói rằng cái người thuê nhà sẽ được nhận trợ cấp tiền thuê nhà là không được nha cả nhà, mà cái tiền mà mọi người nhận được nó sẽ được trả trực tiếp cho cái tiền thuê luôn. Tôi sẽ nhận được 19.9 chứ. Có theo các nguyên tắc của IIS thì sẽ yêu cầu 19.9 được ban hành cho các khoản thanh toán trợ cấp tiền nhà. Và họ hỏi tiếp là các điều khoản của chương trình mà chủ không phải nhà phải đồng ý là gì? Thứ nhất là không áp đặt bất kỳ lãi suất hoặc phí trễ nào cho các khoản khoản nợ thuê. Thứ hai là không đuổi người thuê nhà trong 6 tháng sau khi tuyên bố về tình trạng khẩn cấp tại địa phương COVID-19. Thứ ba là không áp dụng tăng tiền thuê nhà trong thời gian trả nợ bao gồm 1 năm sau khi tuyên bố khẩn cấp. Trời ơi, cái này rất là hay cả nhà nha. Những ai đang thuê nhà ở khu vực Los Angeles, mọi người chú ý để được như thế này. Tôi sẽ nhận được một khoản thanh toán hoặc thanh toán hàng tháng, chủ nhà sẽ nhận được một khoản thanh toán tối đa là 2.000 đô la. Thì đây là cái tiền mà có cái số cao nhất sẽ là 6 à, sẽ là 2.000 đó mọi người. Thì cái người thuê nhà sẽ không phải trả cái tiền thuê nhà, mà cái tiền đấy họ sẽ được chuyển luôn cho chủ nhà. Thì chủ nhà sẽ nhận cái khoản tiền tối đa 2.000 cho một hộ gia đình này, và 1.000 cho mỗi một tháng để trang trải cái tiền tiền thuê, dựa trên tiền thuê được trả vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020. Chương trình này có sẵn những người thuê và nhà những người thuê nhà cho thuê nhiều gia đình đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau đây: phải là cư dân của thành phố Los Angeles, bất kể tình trạng nhập cư như thế nào. Để xác minh xem bạn có sống ở thành phố Los Angeles hay không thì hãy truy cập vào cái trang này. Các hộ gia đình có thể cung cấp bằng chứng về việc thuê nhà, thu nhập hàng năm của mỗi hộ gia đình bằng hoặc dưới 80% mức thu nhập bình quân của AMI trước cuộc khủng hoảng COVID-19, và phải nằm vào những cái income dưới này. Thì mình cũng vừa đọc cái income cho mọi người rồi nha. Đó, thì chương trình này rất là hay cả nhà ơi. Đó, chương trình này rất là hay nè mọi người. Có thể điền đơn để mà xin cái khoản hỗ trợ này nha. Thì mình sẽ cung cấp thêm cho tất cả bà con ai mà sống ở bên California một cái thông tin nữa. Đó là một cái gói hỗ trợ tiếp theo. Thì cái chương trình này là dành cho chủ nhà, thì lại cũng vẫn ở Cali nhưng mà nó ở cái khu gọi là Fresno á. Thì những ai mà ở Fresno này thì sẽ được được hưởng cái tài trợ này của bang California. Chương trình cung cấp tài trợ 1.500 đô la cho cá nhân và 3.000 đô cho các hộ gia đình có những cái income như sau. Thì đây là cái số tiền mà người ta hỗ trợ trong cái mùa Covid, thì người ta sẽ từng cái khu một của những cái tiểu của tiểu bang thì họ sẽ đưa ra những cái riêng cho cái khu đó. Thì mọi người có thể vào mọi người xem của tiểu bang của mọi người có không. Ví dụ như Fresno này thì họ đưa cho cái income trong cái mức như thế này thì sẽ được nhận cái khoản tiền đối với single thì là 1.500, và đối với một hộ gia đình tối đa là sẽ được 3.000 đó cả nhà. Thì họ đưa cho cái mức income như như đây, như trong cái bảng mọi người đang nhìn đây. Ví dụ như là family size là một người này, hai người, ba người này, và họ đi đưa đến đến 14 người là như thế này. Thì là họ limit cái income, ví dụ một người thì là 14.700 này, cái income này, và hai người thì là 17.240 này, ví dụ như thế. Ba người thì họ lại cứ nhân lên như vậy. Và cái income cứ càng nhiều người thì họ sẽ chia cái số income nó sẽ lại càng thấp xuống ở cả nhà. Còn một người thì họ bao giờ nó cũng sẽ cao hơn một chút. Thì ở đây cũng là cái khoản khoản mà họ hỗ trợ cho tùy county, tùy thành phố. Thì cái thành phố Fresno này đang được cung cấp cái khoản tài trợ trị giá 5 triệu đô la đầu tiên để giúp những người ở trong nhà nếu họ có bị tổn thương về mặt tài chính do cái con coronavirus thì sẽ được hỗ trợ. Thì đây là cái đăng ký nha. Đó, họ có chữ đăng ký này thì mọi người có thể bấm vào cái ô đăng ký như vậy để mọi người có thể điền cái đơn để đăng ký. Thì đó, cái đơn nó sẽ hiện ra như thế này. Thì mọi người sẽ điền này, tên này, first name này, tên đầu này, tên cuối này, địa chỉ email này, rồi thì mọi người tạo ra một cái password nữa này, rồi mọi người sẽ sign up nó lên và mọi người vào mọi người điền những cái thông tin, nếu như mọi người ở cái thành phố này thì mới được cả nhà nha. Còn nếu như ở thành phố khác thì sẽ không có được.
Thì đây chính là cái đường link mà để điền đơn, thì mình sẽ để cái đường link này vào trong cái phần mô tả của cái video để cho bà con có thể vào để điền được cái đơn để nhận được cái khoản tiền hỗ trợ của cái thành phố Fresno này, là một cá nhân sẽ được 1.500 và tối đa sẽ được 3.000 trên một hộ gia đình cả nhà nha. Thì để quay lại cái phần income như vừa rồi mình chỉ nhìn thoáng qua thôi, thì bây giờ quay lại nó có cả ba cột này, là ở cái mức rất rất income rất là thấp này, rất rất thấp, và cái này thì là rất thấp và cái này thì là thấp. Thì ba cái cỡ income này các bạn đều được nhận đó, nếu mà các bạn ở ba cái cỡ income như thế này. Thì cái đầu tiên thì mọi người sẽ được nhận tất cả 100% luôn. Còn cái thứ hai, cái income thứ hai này thì mọi người sẽ bị limit là 50%. Và đến cái thứ ba này, nếu mọi người nằm ở trong cái income này sẽ limit là 80%. 80% limit. Thì như vậy thì mọi người cứ điền nha, để xem mọi người nằm ở trong cái phần đơn như thế nào. Thì mọi người cứ điền, nếu mà được thì họ sẽ gửi cái số tiền, họ sẽ liên lạc qua cái email mà mọi người mở cái email ra để mọi người gửi á. Thì đây là cái địa chỉ, ở bên dưới nó sẽ có địa chỉ luôn này. Đó. Bên dưới của cái phần này nó sẽ có những cái địa chỉ luôn. Thì đây cũng là cái mà rất là tuyệt vời, mà cái đây nó cũng thuộc cái đạo luật khe ạch đó mọi người, chứ nó không phải là cái tiền nào đâu. Thì thường là ở những mỗi một tiểu bang, cái số tiền mà hỗ trợ cho người dân nó vẫn còn thừa chẳng hạn, thì họ sẽ chia ra và họ sẽ thành phố nào mà người ta vẫn còn thì người ta sẽ trợ cấp tiếp cho những ai mà đang gặp khó khăn. Thì đây cũng là cái thành phố Fresno, là cái thành phố ở bang California họ đưa ra cái chương trình này. Thì hy vọng mọi người hãy đăng ký vào cái nút đăng ký này nha, và mọi người hãy điền đơn để nhận được cái khoản tiền tối đa lên tới 3.000 cho một gia đình và 1.500 trên một single, trên một người. Thì hôm nay mình cũng chỉ hướng dẫn, cũng chỉ đưa ra cái thông tin của bang California thôi, còn lại những cái bang khác mình nghĩ là cũng vẫn có. Thì mọi người cứ vào mọi người thử gõ xem cái gói hỗ trợ đấy nó có cho cái thành phố của mọi người không. Còn nếu không thì mình cũng sẽ tìm ai mà có muốn hỏi về cái bang của mọi người thì mọi người cứ comment ở bên dưới, rồi mình sẽ tìm, mình sẽ gõ, và nếu như có thì mình sẽ nhắn tin cho quý vị về cái đường link để mọi người có thể điền đơn để xin những cái khoản tiền hỗ trợ này. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video lần sau. Bye bye.